Bài học hôm nay thì chúng ta sẽ giới thiệu về cái cách sử dụng của công cụ tô chuyển ở trong Photoshop. Buổi trước thì chúng ta đã làm quen với cái lệnh tô ở trong menu Edit, lệnh Fill với 9 cái phương pháp tô khác nhau ở trong Photoshop rồi. Hôm nay thì chúng ta làm quen với thêm một cách nữa, đó là cách tô bằng tô chuyển. Cái công cụ tô chuyển là công cụ này ở trong Photoshop, nó có tên là gradient, phím tắt của nó là phím G. Khi chúng ta chọn công cụ thì chúng ta lưu ý là sẽ có sự thay đổi ở trên thanh option. Ở đây nó sẽ cung cấp cho chúng ta các cái kiểu tô chuyển. Tô chuyển ở đây thì chúng ta hình dung là nó sẽ tô từ hai màu trở lên. Đấy, trộn vào với nhau hai màu trở lên, và ở đây là danh sách các cái kiểu tô mà chúng ta có thể sử dụng. Ở đây là những cái kiểu tô mẫu mà Photoshop cung cấp sẵn cho chúng ta, và khi mà chúng ta có một cái nhu cầu tô theo kiểu tô từ hai màu trở lên thì chúng ta sẽ sổ cái danh sách này ra và chọn một cái kiểu tô nào đó ở trong cái danh sách này để chúng ta sử dụng. Nhưng mà đặc biệt thì chúng ta lưu ý có ba cái ô đầu tiên này là ba cái trường hợp rất là đặc biệt mà chúng ta cần phải nắm được. Ô đầu tiên thì có tên là foreground to background. Ô này khi mà chúng ta sử dụng thì nó sẽ phối trộn giữa hai màu, đó là ô màu tiền cảnh được gọi là màu foreground, hay là ô hậu cảnh là ô background. Thì cứ ở trong hai cái ô này có màu gì thì nó sẽ trộn hai màu đó với nhau cho phép chúng ta tô. Trường hợp thứ hai, ô thứ hai là foreground to transparency. Trường hợp này thì chúng ta sẽ có một màu thôi, nhưng mà thay vì việc là tô phẳng như là bình thường, như là cái lệnh tô foreground, thì chúng ta sẽ tô và giảm dần cho tới khi trong suốt, có nghĩa là nó vẫn có sự thay đổi ở trong cái phép tô này. Và trường hợp thứ ba là black and white. Trường hợp này thì nó không cần quan tâm là ô tiền cảnh hay hậu cảnh có màu gì, luôn luôn nó sẽ tô cho chúng ta bằng màu đen và màu trắng. Đấy. Ba trường hợp này là ba trường hợp cực kỳ đặc biệt các bạn cần phải lưu ý. Đây, bây giờ chúng ta thử nghiệm nhé. Đầu tiên là tôi thiết lập màu tiền cảnh này, màu đỏ này, đó, ok. Bây giờ tôi thiết lập màu vàng cho màu hậu cảnh này. Đấy, thì ngay lập tức các bạn nhìn lên trên thanh option, các bạn sẽ thấy là cái ô hiển thị mẫu ở đây thì nó cũng đã hiển thị ngay lập tức cái màu tiền cảnh và hậu cảnh trộn với nhau là màu vàng và màu đỏ, đó. Bây giờ nếu như mà tôi đổi một màu khác, ví dụ hậu cảnh tôi đổi sang màu tím chẳng hạn, thì các bạn cũng sẽ thấy là ô này nó thể hiện là trộn giữa đỏ và tím. Như vậy là chúng ta đã thấy cái cách tô của ô đầu tiên này. Ô thứ hai thì ô tiền cảnh màu gì thì chúng ta sẽ thấy một góc là màu đỏ, còn một góc này là trong suốt không thấy gì hết. Bây giờ chúng ta trước khi mà tô thử thì chúng ta cũng giới thiệu luôn, sau khi mà chọn lấy sổ danh sách ra và chúng ta chọn lấy một kiểu tô ở trong cái list này, thì các bạn còn lưu ý chúng ta có năm cái biến của cái cách tô, đó là tô theo kiểu linear gradient thì nó sẽ tô theo các vạch thẳng. Đấy. Một đầu sẽ là màu tiền cảnh, một đầu sẽ là màu hậu cảnh, ví dụ như thế. Sau đó thì nó cứ chuyển dần theo từng vạch thẳng một, có nghĩa là chúng ta sẽ chuyển dần màu hậu cảnh sang màu tiền cảnh và màu tiền cảnh sang màu hậu cảnh. Đây, chúng ta sẽ xem thử. Tôi tô một đường từ bên này sang bên này, chúng ta sẽ thấy là mỗi đầu là một màu đó, và nó cứ chuyển dần theo các vạch thẳng để lẩn dần vào nhau. Cái này thì các bạn cũng lưu ý là cái khoảng hòa trộn giữa hai màu là từ đâu thì các bạn quan sát một chút. Hiện tại bây giờ chúng ta thấy là màu đỏ nằm ở đầu bên trái, màu tím nằm ở đầu bên phải, và khoảng trộn là cả cái khoảng dài này. Tuy nhiên nếu như tôi bắt đầu đặt chuột vào đây và tôi kéo sang đây thì cái khoảng trộn nó sẽ là nhỏ đi,
nó sẽ là một khoảng rất dài là màu màu đỏ nguyên đó, chưa trộn gì cả, và một khoảng rất dài là màu tím nguyên, chưa trộn gì cả. Chỉ từ khi nào cái chỗ nào mà chúng ta đặt, bắt đầu đặt cái con chuột này, đến lúc nào mà chúng ta nhả con chuột này ra, thì cái đoạn đấy mới là cái đoạn phối trộn giữa hai màu. Còn lại ngoài hai cái điểm mà bắt đầu và kết thúc của cái thao tác kéo chuột đó thì nó sẽ là hai màu nguyên. Đấy, thì chúng ta sẽ lưu ý vấn đề đó. Như vậy là chúng ta đã giới thiệu cái biến thể đầu tiên, đó là tô chuyển theo đường thẳng. Thực ra thì cái này nó còn phụ thuộc vào tay kéo của chúng ta, đúng không ạ? Chúng ta kéo theo chiều ngang thì nó ra thế này, chúng ta kéo theo chiều đứng thì nó sẽ ra thế này, mà chúng ta kéo theo chiều chéo thì nó sẽ ra thế này. Hoàn toàn tùy thuộc vào tay kéo của chúng ta. Thì về chiều, về cái quãng mà hòa trộn giữa hai màu và cái quãng màu nguyên hoàn toàn là do tay chúng ta điều chỉnh, tay kéo. Trường hợp thứ hai thì chúng ta sẽ có cái biến thể là Radiant Gradient. Trường hợp này thì chúng ta sẽ có cái sự hòa trộn giữa hai màu theo các vòng tròn, trong đó một màu sẽ nằm tại tâm và một màu sẽ nằm bao xung quanh, bốn phía xung quanh, và nó sẽ trộn với nhau bằng cách là chuyển theo các sóng hình tròn. Đây, hai màu này thì tương đối gần nhau. Tôi lấy một cái màu khác cho nó nhìn cho nó rõ cái sự khác biệt nhé. Đây, các bạn sẽ thấy là ở đây là chúng ta sẽ có sự trộn màu theo vòng tròn. Đây, một màu sẽ nằm ở trong tâm và màu còn lại sẽ bao tròn xung quanh, chuyển dần, cái quãng chuyển thì sẽ chuyển theo nhau bằng vòng tròn. Trường hợp thứ ba là trường hợp được gọi là angle, hay là một cách gọi khác thì nó gọi là conica. Đấy, tức là chúng ta sẽ có cái thao tác là trộn hai màu vào với nhau. Hai màu này thì gốc là nó sẽ nằm cạnh nhau. Đấy, và sau đó thì nó chuyển dần theo từng múi tam giác, xoay theo cái trục 360 độ và chuyển dần vào với nhau. Trường hợp thứ tư, thực ra thì trường hợp này gọi là một cái kiểu riêng cũng được, gọi là một biến thể của thằng linear này thì cũng được, đó là reflect. Reflect thì nó sẽ tô theo cái cách là một màu nằm ở giữa, còn màu còn lại sẽ nằm ở hai bên. Lưu ý là hai bên nhé, chứ không phải là xung quanh. Đấy, đây, nếu mà tôi kéo theo chiều ngang như thế này thì tôi sẽ có một màu nằm ở giữa và màu còn lại nằm ở hai bên theo chiều trái phải. Thế còn nếu mà tôi kéo theo chiều lên xuống như thế này chẳng hạn, thì tôi sẽ có một màu nằm ở giữa và một màu nằm ở trên, một màu nằm ở dưới. Đấy, và chúng nó sẽ trộn với nhau theo cái cách vẫn là đường thẳng thôi, nhưng mà cái cách mà đặt màu thì nó hơi khác. Cách đặt màu trước, cái kiểu trước ấy, là mỗi màu ở một đầu. Thế còn cách đặt màu đây là một màu nằm ở giữa và một màu còn lại thì nằm kẹp hai bên và trộn dần vào nhau. Tất nhiên cách trộn vẫn là theo đường thẳng. Thế còn là trường hợp cuối cùng thì nó cũng hơi tương tự như là cái kiểu radian, tức là một màu cũng nằm ở trong tâm và một màu còn lại thì bao xung quanh, nhưng mà thay vì trộn với nhau theo hình tròn thì nó sẽ trộn với nhau theo hình vuông. Đấy, nó trộn theo hình vuông. Như vậy là chúng ta có 5 biến thể tất cả. Thế mà bây giờ tôi có thể là chọn dần từng cái, đúng không? Ví dụ một màu khác này. Đấy, có thể có nhiều màu hơn. Vừa nãy là chúng ta làm là chúng ta mới chỉ đặt một kiểu là hai màu thôi, tiềm cảnh hiệu cảnh. Tuy nhiên là chúng ta có thể là tô nhiều màu hơn nữa và những cái màu khác đi. Thì chúng ta chọn cái màu như thế nào thì nó sẽ tô cho chúng ta ra đúng cái màu ở trong cái hình mẫu. Tuy nhiên là bây giờ chúng ta sẽ lưu ý về thứ nhất là về cái số lượng kiểu mẫu màu tô. Ở đây thì các bạn thấy rằng là chúng ta có tương đối nhiều mẫu. Tuy nhiên nếu như mà để phục vụ cho tất cả ý đồ của mọi người thì chắc là từng này không đủ.
thì chúng ta sẽ tìm kiếm thêm các mẫu màu khác ở đâu? Thì chúng ta sẽ kiếm tìm các mẫu màu khác bằng cách là sổ danh sách này ra. Đây, bấm vào mũi tên sổ danh sách ra, quan sát mà nhìn ở trong chỗ này không có cái nào mà phù hợp với ý mình thì các bạn có thể là bấm vào cái biểu tượng bánh răng ở đây để sổ danh sách này ra. Các bạn sẽ có từ cái vạch ngăn này cho tới vạch ngăn này là các cái mẫu màu mà Photoshop cung cấp cho chúng ta. Nó được chia ra làm các cái thư viện với các chủ đề khác nhau. Và các bạn quan sát cái tên thì các bạn cũng sẽ thấy là chủ đề này nó nói về cái vấn đề gì. Ví dụ như là tôi tô một cái màu nào đó để mô tả một cái dạng chất liệu chẳng hạn như kim loại chẳng hạn, thì tôi sẽ chọn cái thư viện thứ ba này. Đấy. Sau đó thì tôi có mấy lựa chọn như sau. Một là ok, lúc đầu tiên thì là nó sẽ thay thế toàn bộ những cái màu mẫu ở trong danh sách này bằng cái màu ở trong cái thư viện mới mà chúng ta vừa mới chọn. Cancel thì thôi, không làm gì cả, vẫn duy trì nguyên trạng. Còn cái nút cuối cùng thì chúng ta sẽ vẫn giữ nguyên tất cả những cái mẫu màu hiện có, nhưng đồng thời là nó đưa thêm những mẫu màu mới ở trong thư viện mà chúng ta lựa chọn. Chúng ta chọn và bây giờ chúng ta thay mới đó. Và tôi chọn lấy một màu, tôi tô thử. Đó, ví dụ bây giờ là tôi có một cái mẫu màu có cái tính chất tương phản rất là cao, giống như bề mặt của một cái chất kim loại chẳng hạn. Nếu mà tôi không thích cái này, tôi tìm kiếm một cái dạng khác chẳng hạn pastel, thì tôi sẽ có những cái mẫu màu mà độ tương phản của nó rất là thấp, có độ nhòe rất là lớn, nó giống như là màu chúng ta vẽ phấn màu trên giấy chẳng hạn. Đấy, ví dụ như thế thì chúng ta có một cái thư viện nó gọi là thư viện pastel. Đấy. Hay là photographic toning, một số các cái tông màu chúng ta có thể sử dụng trong cái quá trình mà chỉnh sửa ảnh, yếp các thứ, nhuộm ảnh sang một tông nào đó, ví dụ như thế. Thì chúng ta sẽ có từng đấy cái thư viện cung cấp màu sẵn, và bằng cách là chọn và lấy một cái thư viện nào đó thì chúng ta sẽ có được các cái tông màu khác nhau. Trong cái trường hợp mà các bạn cần thiết thì các bạn cũng có thể tải các cái thư viện màu mẫu ở trên mạng về, và sau khi tải về thì các bạn có thể chọn cái lệnh load gradient này để các bạn tải cái bộ màu đó vào trong máy để sử dụng. Thế còn trong trường hợp mà các bạn muốn quay trở về cái trường hợp đầu tiên, cái thư viện đầu tiên, cái trường hợp mẫu đầu tiên, thì các bạn hãy nhớ chọn cái lệnh reset gradient. Tại vì là các cái mẫu này thì là mẫu cho sẵn thôi, nhưng nó không có ba cái trường hợp đặc biệt đầu tiên là cái tô màu tiền cảnh hậu cảnh, tô màu tiền cảnh chuyển trong dần, và không có cái lệnh tô black and white. Cho nên nếu mà chúng ta cần quay trở về cái trạng thái gốc ban đầu thì chúng ta chọn cái nút lệnh là reset gradient ở đây, thì nó sẽ đưa chúng ta trở về cái trạng thái gốc ban đầu. Thế bây giờ chúng ta sẽ trao đổi thêm về những cái trường hợp mà đặc biệt đó. Thứ nhất là cái foreground to transparency thì trông nó sẽ như thế nào, black and white trông nó như thế nào. Sau đó chúng ta sẽ làm quen thêm những cái thao tác chỉnh sửa những cái thư viện cho sẵn. Tại vì dù chúng ta có nhiều các mẫu đi đâu đến nữa, cho đến đâu nữa, thì cái số lượng nó cũng không phải lúc nào nó đáp ứng được yêu cầu của chúng ta. Sẽ có những thứ mà chúng ta cần phải chỉnh lý lại thì nó mới phù hợp thực sự với ý tưởng của chúng ta. Do đó thì cái việc thêm bớt hoặc là chỉnh sửa màu vân vân, can thiệp thêm vào các cái màu cho sẵn đó thì chúng ta cũng cần phải nắm được. Thế bây giờ chúng ta sẽ làm quen cái kiểu thứ hai ở trong danh sách này là foreground to transparency. Để thực hiện cái này thì chúng ta sẽ tô thử lên trên một cái layer mới như thế này. Các bạn nhìn thấy là cái kiểu tô vừa rồi của chúng ta là tô vào lớp background. Bây giờ tôi tô kiểu thứ hai, đó là foreground to transparency, và tôi tô lên một lớp mới, một layer mới trắng tinh, trong suốt không có gì cả. Tôi sẽ tô thử một đường như sau. Đây. Thế các bạn thấy rằng là khi mà chúng ta tô lên đây thì rõ ràng là màu tiền cảnh là màu đỏ,
và chúng ta tô nó lên đây, nhưng màu đỏ của chúng ta cứ giảm dần và sang đến bên này thì nó không còn một chút màu đỏ nào nữa, và thông qua đó thì chúng ta lại nhìn thấu xuống được cái màu ở layer bên dưới. Hoặc là tôi tô ngược lại đi cho dễ nhìn nhé. Đây. Đó. Màu đỏ che lấp giảm dần trong dần, và cuối cùng tôi vẫn nhìn thấy được cái layer bên dưới với lại cái màu đã tô ở đó. Tất cả các biến thể thì nó cũng hoàn toàn có đủ 5 biến thể giống như là cái kiểu đầu tiên mà chúng ta đã chọn thôi. Thế còn cái kiểu thứ ba, kiểu thứ ba này thì nó mặc sát hai ô tiền cảnh hậu cảnh này có màu gì nó không quan tâm, lúc nào nó cũng sẽ chỉ tô màu đen và trắng thôi. Đấy. Đây tôi có thể đổi thử màu khác, ví dụ đổi sang màu xanh này chẳng hạn, thì khi tôi đổi tô cũng vẫn cứ là đen với trắng. Đấy thì các bạn đặc biệt lưu ý ba trường hợp này. Thế bây giờ phần tiếp theo thì chúng ta sẽ làm quen với các thao tác can thiệp chỉnh sửa vào trong một mẫu màu có sẵn. Thế để can thiệp chỉnh sửa vào trong một mẫu màu có sẵn thì chúng ta sẽ làm như sau. Thay vì việc là bấm vào cái mũi tên ở góc này để sổ ra danh sách và sau đó chúng ta chọn một kiểu ở trong danh sách, thì chúng ta sẽ bấm trực tiếp vào cái cửa sổ thu nhỏ này. Lúc này thì bảng thoại Gradient Editor sẽ hiện ra và các bạn có thể chọn vào một cái ô màu nào đó để lấy cái màu ra. Sau khi mà chúng ta chọn màu xong thì nó sẽ hiển thị một cái dải màu mẫu ở phía dưới này và chúng ta bắt đầu can thiệp bằng cách là điều chỉnh nó. Quan sát ở đây thì chúng ta thấy rằng là ở mỗi đầu của cái dải màu này thì chúng ta có mấy cái con trượt điều khiển, có hai cái ở trên và hai cái ở dưới. Hai cái ở dưới này thì nó gọi là hai cái điểm color stop. Đấy. Hai điểm gọi là color stop, và bằng cách là bấm vào một cái điểm điều khiển nào đó thì chúng ta sẽ bắt đầu can thiệp được vào cái giá trị màu đó. Tôi bấm vào điểm nào thì nó sẽ hiện ra cái phần color bên dưới tương ứng với lại cái điểm color stop mà đang điều chỉnh, đang phụ trách. Thế trước khi mà chúng ta ra giảm, chúng ta thay đổi các màu khác thì chúng ta cũng quan sát là giữa hai điểm color stop này chúng ta có một cái điểm gọi là color midpoint. Điểm color midpoint này nó sẽ điều chỉnh cái giá trị hòa trộn giữa hai cái màu ở hai đầu này, và mặc định thì nó sẽ nằm ở vị trí 50-50, có nghĩa là trong hai màu ở trong cái đoạn này nó sẽ được phối trộn với nhau theo tỷ lệ giống nhau, bằng nhau. Nếu như tôi kéo cái điểm midpoint này về cái đầu màu nào thì cái màu đó ở trong cái dải màu này nó sẽ bị giảm đi và tăng cái khoảng màu cho cái màu còn lại. Thế còn nếu như mà tôi kéo cái điểm color stop này thì sao? Vừa nãy khi mà tôi kéo trực tiếp ở trên layer thì các bạn thấy là cái điểm midpoint này thì chúng ta không can thiệp, mà chúng ta sẽ can thiệp vào điểm color stop đó. Tôi đặt vị trí mới cho cái điểm color stop này thì khi mà tôi kéo chuột ấy thì nó sẽ ưu tiên cho cái màu xanh này nhiều hơn, tại vì từ bắt đầu này cho tới cái điểm này nó sẽ là màu xanh nguyên, sau đó từ cái điểm này trở đi nó mới bắt đầu là trộn giữa cái màu xanh này về cái màu xanh cây. Đấy. Thế đấy là ra giảm để ưu tiên cái màu nào và thiết lập những cái quãng màu nguyên trước khi mà hòa trộn. Thế còn nếu mà muốn thay đổi màu thì chúng ta sẽ bấm vào điểm color stop này, sau đó thì ô color bên dưới này các bạn bấm trực tiếp vào nó sẽ mở ra một cái cửa sổ color picker và các bạn có thể là chọn lấy một màu mới. Sau khi chọn xong màu mới các bạn nhấp OK thì nó sẽ cập nhật cái màu mới này vào trong dải màu. Bây giờ tôi nhấp chọn OK và tôi tô thử. Đây, màu của chúng ta sẽ như thế này. Màu bên kia cũng vậy, chúng ta chỉ việc là bấm vào điểm color stop tương ứng, sau đó thì chúng ta đổi sang màu khác thì chúng ta cũng sẽ có cái dải màu mới với lại hai cái điểm color stop ở hai đầu đã được điều chỉnh.
Tiếp theo thì chúng ta sẽ nói về cái vấn đề là thêm hay bớt màu. Hiện tại thì bây giờ chúng ta đang có hai điểm màu thôi, đó là màu tiền cảnh và màu hậu cảnh. Thế còn sau khi thay rồi thì không phải tiền cảnh hậu cảnh nữa, nhưng chúng ta cũng vẫn chỉ có hai màu cho này thôi. Việc thêm bớt màu thì chúng ta sẽ bấm vào như sau. Ở cái phần dưới này, các bạn muốn thêm một màu bất cứ đâu thì các bạn kích chuột vào đó, thì nó sẽ thêm một cái điểm color stop mới cho chúng ta. Và về mặt nguyên tắc thì cái màu nào mà chúng ta vừa mới điều chỉnh gần nhất thì nó sẽ đưa cái màu đó vào trong cái điểm color stop mới này của chúng ta. Đấy. Và sau đó thì các bạn muốn thay màu mới thì các bạn lại chọn điểm màu mới, nhập OK. Số lượng có hạn chế hay không? Số lượng không hạn chế. Đây các bạn để ý này, thêm xanh này, thêm tím tím này. Bây giờ tôi thêm một điểm nữa thì mặc nhiên nó lại thêm cái màu tím vào cái điểm này. Và các bạn lại có thể là chọn một màu mới để các bạn đưa vào. Như vậy là đến đây tôi đã thêm được thêm 3 điểm color stop. Và lúc này thì cái màu của tôi là trộn là 5 màu chứ không phải là 2 màu như màu gốc nữa. Và bây giờ tôi tô thử một đường xem là 5 màu này của tôi nó sẽ trông như thế nào. Đây, kiểu tô 5 màu của tôi đây. Thế đến đây thì chúng ta sẽ lại kiểm tra tiếp một góc độ khác. Thay màu thay rồi đúng không? Thêm màu thêm rồi. Bây giờ tôi bớt màu có được không? Bớt màu thì chúng ta cũng làm rất là dễ. Muốn bớt màu nào đi, các bạn bấm vào điểm color stop của cái màu đó. Sau đó thì giữ nguyên chuột mà các bạn kéo xuống phía dưới, coi như là các bạn kéo nó khỏi cái dãy màu đó thì là nó sẽ được kéo ra khỏi cái mẫu tô này. Bây giờ tôi đã loại cái màu tím ra rồi và chúng ta tô lại thử xem nó như thế nào. Đây, lúc này chỉ còn 4 màu thôi. Như thế là chúng ta đã biết cách thay màu này, thêm màu, bớt màu. Thế nhưng mọi vấn đề thì vẫn chưa hết. Chúng ta còn thắc mắc là ngoài những cái điểm color stop nằm ở phía dưới này thì chúng ta còn có những cái điểm trượt nằm ở phía trên thì nó phụ trách cái việc gì? Thì chúng ta sẽ bấm vào đây và xem. Thì cái này nó sẽ được gọi là điểm opacity stop. Nó phụ trách cái độ trong hay đục của một cái quãng màu. Và hai điểm hai bên này hiện tại nó đang được đặt ở opacity là 100%, có nghĩa là đục, không được nhìn xuyên qua. Tuy nhiên nếu như mà tôi thay đổi cái giá trị này, ví dụ tôi đưa về 0 thì lập tức là cái đầu này nó sẽ trong suốt, không nhìn thấy gì nữa. Và đầu này thì vẫn nhìn thấy màu. Bằng cách này thì chúng ta có thể gia giảm cái độ trong đục của cái dãy màu mà chúng ta sẽ tô. Thế ngoài cái việc là gia giảm cái độ trong đục ở đây thì chúng ta cũng còn có quyền là thêm các opacity stop khác, cũng tương tự như màu thôi. Tôi bấm vào một điểm nào đó ở trên cái chuỗi này thì tôi sẽ tạo ra thêm một cái điểm opacity stop và nó cũng sẽ có giá trị giống như là cái điểm gần nhất mà tôi vừa hiệu chỉnh. Ví dụ bây giờ tôi thêm một cái điểm này và tôi cho nó giá trị là 50% chẳng hạn. Thì nếu như tôi tạo thêm các điểm khác mới nữa thì mặc nhiên những cái điểm này nó cũng sẽ mang sẵn cái giá trị 50 luôn. Nếu mà một điểm mới này mà tôi cho nó giảm xuống còn 30 chẳng hạn thì một điểm mới tôi mới thêm chắc chắn nó cũng sẽ có sẵn luôn cái giá trị 30 đó. Như vậy là chúng ta đã biết thêm được cái thao tác là thêm các điểm opacity stop để mà gia giảm cái độ trong đục của cái dãy màu. Và cách thêm thì biết rồi, và cách bớt thì cũng giống như là thao tác đối với color stop, có nghĩa là bấm vào một điểm mà các bạn muốn loại bỏ, sau đó kéo ngược nó lên phía trên để kéo nó ra khỏi dãy màu. Như vậy là chúng ta đã có thể là thêm bớt và gia giảm các giá trị opacity cho một cái màu ở trong cái thư viện này. Đấy, có thể dùng nguyên luôn hoặc là can thiệp vào nó. Thế đến đây thì chúng ta sẽ làm thử một cái thao tác tô màu bằng cách là chúng ta sẽ tạo ra một cái cầu vồng và chúng ta đưa nó vào trong một cái bức ảnh. Đây, chúng ta sẽ làm như sau. Chọn một cái bức ảnh nào đó, tốt nhất là lấy một cái bức ảnh phong cảnh đi. Sau đó thì chúng ta sẽ tạo ra một cái cầu vồng, gán ghép thêm nó vào đây. Trước hết là chúng ta sẽ chọn lấy một cái mẫu màu đã. Đó, chẳng hạn như tôi chọn cái màu này là cái màu mà Spectrum.
nó có đầy đủ các sắc cầu vồng. Sau đó tôi sẽ tiến hành là can thiệp vào. Thế các bạn quan sát là 7 sắc cầu vồng chúng ta có đủ trên này. Bây giờ tôi sẽ làm cái thao tác gì? Tôi sẽ kéo làm sao cho tất cả các cái nhóm màu này nó sát vào nhau. Trường hợp này tôi không thêm không bớt cái gì cả. Tôi vẫn dùng đủ tất cả các màu gốc ở trong cái bài mẫu cho thôi. Nhưng mà thay vì việc là mỗi cái màu nằm ở một quả thì tôi sẽ kéo sát sàn sạt nó vào với nhau, nằm ở trung tâm thế này. Sau đó thì đối với màu chỉnh xong rồi, tôi sẽ điều chỉnh tới cái giá trị opacity. Thì tôi sẽ bấm vào khoảng giữa này để tôi thêm một cái điểm opacity stop. Về mặt nguyên tắc thì cầu vồng các bạn sẽ thấy rằng không bao giờ nó đậm đặc cả, mà chúng ta sẽ thấy nó tương đối trong. Do đó thì opacity stop này thì tôi sẽ không để 100%, mà tôi sẽ giảm nó xuống còn 70-65% gì đó thôi, thấm thấp thôi. Sau đó thì tôi sẽ thêm các cái giá trị bên cạnh nữa bằng cách là tạo ra các opacity stop mới và tôi giảm nó xuống nữa. Cái thằng này 65 thì thằng này tôi để cho nó độ khoảng 45 thôi, và tạo thêm một cặp đối diện, một cái đối diện, sau đó lại tạo tiếp một cái nữa và giảm xuống còn độ khoảng 25 thôi, và tạo tiếp đấy, và cuối cùng thì hai cái thằng này tôi cho nó về không, hai thằng ở hai đầu tôi cho về không và cũng kéo sát vào trong. Bằng cách như thế này thì chúng ta đã có một cái dãy màu có mang sắc cầu vồng và đồng thời thì nó cũng tương đối là mờ ảo và trong. Sau khi mà chúng ta thiết lập xong cái điều chỉnh về số màu, vị trí cũng như là độ trong đục, chúng ta nhấp OK để bắt tay vào thao tác là tô. Và cầu vồng thì nó có dạng tròn, cho nên là tôi sẽ không thể chọn cái kiểu là linear gradient, mà tôi sẽ chọn cái kiểu là radial gradient. Sau đó thì tôi bắt đầu là kéo một đường ở trong bức ảnh để tôi tạo ra cái cầu vồng tròn. Đến đây thì tôi đã tạo xong được một cái trông tương tự giống cầu vồng. Nếu như các bạn thấy màu sắc mà nó chưa được như ý thì chúng ta có thể là thao tác làm lại một chút, điều chỉnh thêm màu cho nó mạnh hơn một tí, một số màu nó mạnh hơn một tí. Ví dụ thế này. Sau đó thì bây giờ chúng ta mới quan sát như sau. Ảnh thì chúng ta mở ra thì nó sẽ có một cái lớp đầu tiên, nó có tên mặc định là background. Tốt nhất là chúng ta nên tạo một cái layer mới. Layer mới này thì chúng ta sẽ bấm vào biểu tượng trang giấy trắng ở đây để tạo một layer mới trong suốt không có gì, và chúng ta bắt đầu là thao tác ở trên nó. Sau khi mà tôi tạo xong được cái cầu vồng này rồi thì các bạn thấy đây nó sẽ là một cái layer nằm phía trên, hoàn toàn là độc lập với lại cái cảnh nằm ở phía dưới. Tôi có thể tắt bật để ẩn giấu hay là hiển thị nó lên. Như thế thì nó sẽ tiện cho tôi ở thao tác gì? Điều chỉnh vị trí. Lúc này tôi sẽ sử dụng công cụ Move và tôi kéo nó tới cái vị trí mà tôi muốn đặt cái cầu vồng. Sau khi mà đặt vị trí mà tôi hài lòng rồi thì tôi sẽ làm gì nữa? Chúng ta sẽ phải cắt cái chân cầu vồng đi, đúng không? Thế lúc này để cắt chân cầu vồng thì tôi sẽ sử dụng cái công cụ tạo vùng chọn nào đó, và tôi sẽ vẽ cái vùng chọn này vào cái địa hình tương ứng để tôi có thể cắt bỏ cái chân cầu vồng. Đến đây vùng chọn có rồi. Nếu như tôi nhấn delete, tôi xóa, thì chúng ta sẽ cắt được cái chân cầu vồng này đi và chúng ta sẽ có được cái cầu vồng bắt đầu đặt vào đây. Tuy nhiên là có mấy vấn đề mà chúng ta cần phải xem xét lại. Một là về chân cầu vồng, hầu như không bao giờ chúng ta sẽ thấy được cái chân, cái điểm mà nó tiếp xúc xuống dưới cả. Đấy. Thứ hai nữa là trong đục thế này thì đã đủ hay chưa?
Thì bây giờ chúng ta sẽ xem thao tác cắt như vừa rồi thì nó chưa ổn lắm, chúng ta cần phải điều chỉnh lại thêm một chút nữa. Thì thay vì việc là cắt bằng một cái vùng chọn thông thường thì chúng ta cứ tạo ra vùng chọn đi. Sau đó thì chúng ta sẽ vào Select và Modify và Feather, chúng ta sẽ gán cho nó một cái tham số tương đối lớn một tí. Cái này thì cũng còn tùy vào cái ảnh chúng ta to nhỏ như thế nào. Đấy. Ví dụ đây đang là 50, tôi cho lớn thêm một tí cho 100 đi. Pixel. Tại vì cái ảnh này cũng tương đối lớn. Sau khi mà chúng ta gán Feather rồi, chúng ta mới bắt đầu tiến hành xóa. Thì chúng ta sẽ xóa được cái chân cầu vồng, nó bắt đầu là mờ mờ ảo đi. Nó xóa lấn ra ngoài theo cái vùng chọn mà cho phép. Thì như vậy là chúng ta cũng đã làm mờ được cái chân cầu vồng. Sau đó thì các bạn có thể gia giảm thêm cái giá trị opacity cho cái cầu vồng này bằng cách là gia giảm opacity ở đây. Đấy, chúng ta có thể nhấn, ví dụ tôi cho nó còn khoảng 50% thôi, nhấn phím 5 chẳng hạn, hoặc là nhấn phím 7 cho khoảng 70% thôi. Ví dụ thế thì chúng ta sẽ có được một cái cầu vồng trông nó sẽ mờ mờ ảo ảo trong này. Thế tất nhiên là nếu mà ở trên một cái địa hình mà trên cạn thôi thì một cái như thế này là đủ. Nhưng nếu như mà trong trường hợp mà chúng ta làm ở đây là địa hình là có mặt nước thì chắc chắn là chúng ta còn phải có thêm một cái bản sao nữa để làm cái phần bóng nằm ở dưới nước. Thì chúng ta có thể nhấn Ctrl G trên bàn phím tạo thêm một cái bản sao cái phần cầu vồng đó. Sau đó thì chúng ta lại vào lệnh Edit, vào Transform, chúng ta lật Vertical đi để chúng ta đưa nó ngược chiều lại. Sau đó thì giữ Shift mà kéo nó xuống vị trí tương ứng ở dưới cái phần bóng ở phía dưới. Và trong trường hợp này chúng ta cũng nên là điều chỉnh thêm ít nhiều về cái opacity, nó có thể là giảm xuống thêm một chút so với lại cái ở trên, tại vì là môi trường không khí và môi trường nước thì nó sẽ có cái khúc xạ hơi khác nhau, cho nên là chúng ta cũng có thể là cho nó có sự khác biệt nhỏ nhỏ một chút về opacity độ trong đục để chúng ta tạo ra một sự khác biệt một chút, bóng ở dưới với lại cái hình ở trên thì nó không thể sắc nét giống nhau được, nó hơi nhòe hơn một chút, nó hơi khó quan sát hơn một chút, ví dụ như thế. Thế thì như vậy chúng ta đã biết thêm cái cách là sử dụng cái công cụ gradient để tô cái màu chuyển như thế nào. Chúng ta có thể là can thiệp vào nó, chúng ta có thể gọi các thư viện màu khác đó, cũng như là chúng ta thêm bớt ra giảm số lượng màu, độ trong đục vân vân. Thế và lưu ý một chút cho tôi là nếu các bạn muốn thay đổi cái thứ tự tô màu thì các bạn sẽ có một số cái như thế này. Ví dụ như là lệnh Revert ở trên này thì nó sẽ giúp chúng ta đảo chiều của cái chuỗi màu ở trong cái màu tô. Thế còn cái Transparency, cái này cũng là cái quan trọng đây. Nếu như mà các bạn mà không đánh dấu cái Transparency thì cái thao tác vừa rồi mà chúng ta tô theo vòng tròn ấy thì nó sẽ không tạo ra cái vòng rỗng như cái cầu vòng này. Đây, tôi có thể tạo ra một cái layer mới. Tôi bỏ cái Transparency đi. Và lúc này nếu như mà tôi tô thì kết quả nhận được nó sẽ là như thế này. Nó sẽ bị màu nó phủ ở đây chứ nó sẽ không trong suốt được giống như là cái thao tác mà chúng ta làm vừa nãy. Do đó thì các bạn nhớ kiểm tra giúp tôi là cái dấu Transparency này đã đánh dấu chưa, nếu như mà chúng ta muốn tạo cái cầu vồng. Và cái Revert thì nó sẽ giúp chúng ta là đảo ngược cái chuỗi màu ở trong cái màu mà chúng ta chọn. Thế còn đến đây thì sẽ có một cái nhắc thêm là như thế này. Vừa nãy tôi có nói với các bạn là nên tạo một cái layer mới để chúng ta vẽ cái cầu vồng lên trên, nó giúp chúng ta có thể di dịch cái cầu vồng tới vị trí mà chúng ta mong muốn, và việc cắt cái chân cầu vồng đi nó sẽ rất là tiện, nó phù hợp với lại cái địa hình mà chúng ta đang đặt cái cầu vồng vào. Tuy nhiên nếu mà các bạn quên, các bạn không tạo cái layer mới này mà các bạn lại vẽ trực tiếp lên trên cái lớp này thì sao? Thì tất nhiên là các bạn sẽ không di chuyển nó được nữa, đúng không? Di chuyển là các bạn sẽ di chuyển cả layer này. Do đó thì nó sẽ không tốt trong cái trường hợp mà các bạn không tạo thành lớp mới. Tuy nhiên nếu như mà
Chúng ta vẫn có thể tạo ra được một cái cầu vồng mà nó cũng tương đối là phù hợp thì sao? Ví dụ đến đây, tôi bảo hoặc là tôi kéo dài tay ra nữa đi. Đây. Tôi có cầu vồng này tôi cảm thấy là cũng tương đối hài lòng rồi chẳng hạn. Tất nhiên là trường hợp mà in xuống nước là không ổn nhé. Nhưng nếu mà ví dụ trên cạn đi thì có cần phải nhất thiết là chúng ta phải 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 undo lại, chúng ta làm lại trên một layer mới hay không? Thì trường hợp này cũng không nhất thiết nhé. Các bạn có thể sử dụng cái vùng chọn đó như vừa nãy, thay vì là cố gắng cắt bỏ nó, hủy bỏ nó, thì các bạn có thể là tạo ra các vùng chọn như thế này. Các bạn vào select cũng vẫn tạo cho tôi cái feather như vừa nãy, nhưng mà thay vì việc là sử dụng lệnh xóa thì các bạn dùng cho tôi cái lệnh edit fill, và chúng ta sẽ chọn cho nó là lệnh gì đấy, history, để khôi phục lại cái phần phần dưới này trở về cái thời điểm mà trước khi bị cái cầu vồng nó đè vào, ví dụ như thế đấy. Nếu mà một lần chưa được, chúng ta lặp lại thao tác thêm một lần nữa cho tới khi nào mà nó khôi phục được cho tôi cái khu vực dưới này, nó không còn bị dính cái cầu vồng nữa, thì nó cũng sẽ làm cho cái chân cầu vồng nó sẽ mờ ảo dần đi do thao tác dáng feather đấy. Thì như vậy là chúng ta biết thêm cái cách thao tác với lại cái công cụ tôi chuyển màu. Bây giờ các bạn có thể là thử nghiệm một chút với lại cái công cụ này đẹp.